ngày 26 tháng 5, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở, công ty trách nhiệm hữu hạn TOP Optoelectronics Việt Nam có trụ sở tại khu công nghiệp Sông Công 2. Công ty là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất thiết bị chiếu sáng phục vụ xuất khẩu. Việc thành lập công đoàn cơ sở công ty với 64 đoàn viên có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của người lao động, tập hợp, thu hút công nhân lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất. Tiếp đó, công đoàn cơ sở công ty đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028 và ra mắt ban chấp hành khóa mới.